Cảm ơn bạn Vũ Thái Nam đã đến tham dự buổi thử vượt Yonex V-Core 2021 ngày hôm nay. Sau đây thì Nam sẽ chia sẻ một vài cái cảm nhận của mình về cây vượt Yonex V-Core 2021. Sau mấy hôm trải nghiệm của vượt V-Core Yonex của dòng 2021 đời mới thì em thấy được là nó khác khá là nhiều so với cả dòng 2020 mà em đã từng dùng để thi đấu và tập luyện. Các ở những điểm là tăng về cái thiết kế mẫu màu sơn hoặc là những cái góc cạnh trông nó đẹp hơn và nổi bật hơn trên sân. Và nó về ưu điểm thì em thấy cây dòng 2021 nó tạo được lực xoáy và độ êm nhiều hơn là dòng 2020. So với cảm nhận của em thì cây này power rất là tốt và control, tức là sự kiểm soát bóng rất là chính xác, hoàn hảo. Em thấy 2021 này là một bản nên trải nghiệm. Đúng không? Nên trải nghiệm cho những người mới chơi. Cây vượt 2021 này thì có một nhược điểm mà em cảm nhận được là nó ở trên phần đầu vượt nó hơi bị bay so với cả tay cầm của em. Thì khi mà em nếu mà khi mà cây vượt này về thì em sẽ tăng thêm tầm 1-2 gram chì ở trên đầu để cho cái hiệu suất thi đấu của em nó ổn định hơn và nó được chơi được đúng với cả cái cảm giác của em nhất. Để ra mắt kèm với cây Yonex V-Core 2021, Yonex đã ra mắt cái dòng sản phẩm mới của mình, sợi cước Polytourref. Thì Nam cũng đã trải nghiệm cái sợi cước Polytourref với cây vợt Yonex V-Core 2021 và Nam sẽ chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình về sợi cước mới này của Yonex. Em xin chia sẻ với mọi người là dây Polytourref của Yonex mới ra rất là nhiều những cái kẻ tiền mới so với những cái dòng trước. Là độ phủ của mà cước lớp phủ của cước rất là tốt hơn so với trước rất là nhiều và tăng được độ xoáy, độ kiểm soát và độ êm hơn so với những cái dây trước. Và cái điều quan trọng đối với bọn em là cái độ bền. Đúng rồi, độ bền. Độ bền đáp ứng được cái cường độ thi đấu chuyên nghiệp như tập luyện. Cảm ơn bạn Nam đã đến buổi thử vượt Yonex V-Core 2021 ngày hôm nay. Sau nhiều ngày chờ đợi thì Yonex V-Core 2021 đã sắp ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021. Và Yonex đã lắng nghe người chơi nhiều hơn, mang lại đến nhiều sự cải tiến hơn về kỹ thuật cũng như là về công nghệ để mang đến phù hợp hơn với phần đông người chơi tennis tại Việt Nam. Sport House cũng như là VTL Sport sẽ làm những cái review chi tiết và cụ thể về cây vợt Yonex V-Core 2021 này. Các bạn hãy cùng chờ xem. Hãy theo dõi fanpage của chúng tôi trên Facebook và kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.